cái, tàu cái chạy lấy đá nha. Gì đông à, đúng rồi, gì đông đây. Wow. Đẹp quá quý vị ơi. Biển số quá đẹp luôn. 99288. Trời ơi. Hàng VIP. Quá dữ. Chắc Linh ụ quá. Ê thì mà ẩn. Dạ. Chiếc này mẫu đời mới, đẹp quá. Cabin 3 tầng. Phía sau có bồn nước. Mình đang ngồi trên xuồng. Vô tình thấy cảnh này quay luôn. 1600 mét mấy. Dài thì trên 25 mét. Cumin K38. Ở Vũng Tàu này K50 thì có vài chiếc gắn. 38 lít trên 1 tiếng. Thu mua. Ga vô liên tục, thu mua 6 mét mấy mình ngang. Thẩm mũi nhổng lái. Đóng rồi lái mở luôn. Cái cao thì cái số là không có. Này cỡ 6 mét rưỡi đổ lên đó. Quá êm. Lái lái mở mà. Lấy đồi cao. Quá đã ha. Mê. Giá cao đó. Chắc lấy đá thôi. Lấy đá. Nhìn bu lửa bén ngót. Hai máy đèn. Xa gì cô ro. Làm cái lan can đó tiện lợi quá ha. Để được đồ nhiều lắm. Bình ga rồi nước suối này nọ đó. Gọng. Quẹo vô. Ồ, chiếc này là tàu đực nha. Tàu đực ga Kim Loan. Gia đình Quỳnh mình nè. Tàu đực lúc trước là cái nha quý vị. Đang làm gì đây? Bữa trước là mình có quay được cái cảnh mà máy ảnh khẩm vô bán đồ. Bữa nay thấy máy ảnh ở đây quay luôn. Chuyên bay nha, Linh Quỳnh chuyên bay. Biển cao 200 mấy chục mét. Ờ, vậy là lũi vô đó nữa rồi đó. Ờ, quay đầu. Đây coi làm gì đây.
cái này lui ra nữa nè. Cái này thu mua. Thu mua. Cái này thu mua kim ngọc. Bỏ tay đi. Ngàn năm mét mấy à. Chiếc này không có lớn. Chiếc này nó lấy đá xong rồi nè. Giờ dê ga. Bữa trước là mình có quay chúng nữa. Tàu cái. Mấy vỏ xe đó đó là để cuột vô cái phần miệng cào đó. Bên đây thì mấy ghe Bình Định nó đang đậu ở đây nè, cho nên là hơi khó khăn, chật chội. Thời tiết mình nhìn là cũng không được đẹp cho lắm nữa rồi, cho nên là quý vị xem thông cảm nha. Quay cảnh tự nhiên mà. Khoảng tháng 11 á là vô hết rồi. Tháng 11. Lúc đó là ghe vô nhiều lắm. Ủa vậy là không có quay đầu lại đây. Ồ nó khẩm rồi nhìn phê. Trời ơi đã. Ghe Bình Định vô khá là đông. Câu mực mình mực. Sáng nước lớn á, cho nên là giả cào tranh thủ lắm. Ồ, chiếc này hình như là tàu đực. Đúng rồi, tàu đực. Chạy lấy đá quá. Cẩu hai chân à. Ngàn năm mét mấy. Bốn số đời cũ rồi. Ở đây xài với Google nhiều. Mitsubishi S6R nha. Mà không biết dòng nhiêu mã lực thôi. Rồi lên nụ rồi, chắc lên nụ cái gì ơi. Chiếc này chắc lên nụ.
chuẩn bị dời ga, chắc dời ga lấy đá quá. Chuyến này gây gặp xếp. Dán này là dán của Phước Hải đó. Dời ga. Chiếc bên đây tàu đực nha. Tàu đực cabin 3 tầng. Nhìn đã ha. Cũng là cabin K38. Vũng Tàu thì thích cabin K38. Đa số thích cabin. Lên mạnh lên anh. Ừ, chắc lấy đá rồi đó, chắc chạy lấy đá đó quý vị ơi. Vậy là cẩu xa rồi, chạy đi cẩu xa lên nè, cẩu tời á. Ồ, lắc gì ta ơi. Ờ, lắc à. Ồ, vậy là chiếc này đổi máy nha quý vị. À, cái máy để phía sau nè, đi đổi máy rồi, đổi máy đèn hay gì á. Trời ơi, lắc kìa. Ui, cái dáng này lắc qua lắc lại. Cái chiếc này nó đang kéo gì ra nè. Để chờ xem nha. Chờ xem nó kéo cái gì ra. Ồ, kéo mũi. Kéo mũi chiếc chiếc gầy cái. Đúng rồi, tàu cái đó mới xuống ngủ cái gì nè. Ồ, số đẹp quá. Mới sơn lại phần thân. Cái này 6 mét mấy rồi ngang á. Bự lắm, 3,5 mét đổ lên. Đằng đây thì cũng đang kéo mũi, chứ đó là tàu đực đó.
chiếc cái nồi sáng đi qua rồi. Ghe Bình Định bữa nay vô quá đông. Chứ này là tàu đực nha, xin nhắc lại, ghe đực, tàu đực đó. Chiếc ghe lồng ghẹ. Ghe lồng ghẹ. Nghề bảy ghẹ đó. Qua trời. Cái lồng này hay lắm nghe quý vị, ốc hương cũng vô luôn đó nha. Che mồi chính giữa. BV99836TS. Chiếc này chắc mới xuống ụ nè, sơn phần thân lại nè. Mới chát. Cái máy của ảnh nè, cái máy này để kéo lồng ghẹ lên nè. Đang chuẩn bị mồi đó. Chặt mồi á. Nghề cao hả? Nghề cao là cực nhất ha. Mấy ngày này thì nó khỏe hơn. Cái nhà nó vô, nó làm đâu vô, nó vừa quê hết rồi. Ừ. Nó chở cũng mấy trăm cái lồng đó quý vị. Thu mua. Cumin, tiếng máy cumin. Chế độ treo đều đẹp quá. Chắc chạy lấy đá quá. Mấy anh này mới rút chân vịt xong nè. Bữa trước là mình có quay. Nay rút chân vịt nhỏ. Con vịt này có 2 mét mấy. Mấy chiếc này hình như là nghề đánh lưới đó. Hino nghe quý vị. Chiếc này là tàu tải. Hình như đang quay đầu lại đây nè. Tiếng máy Hino huyền thoại đó. Gãy kiều dữ lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phú Quý hả? Mấy chiếc này đời cũ hết rồi, đời mới bây giờ đóng đẹp lắm. Chiếc này tàu chở dầu. Đang đua cái gì ra dữ vậy? Đang chở ba dây cáp dây kình nè, chở đem lên ghe. Tới chỗ rồi, tới chỗ rồi. Anh làm cabin gì ngộ vậy trời, tiếu được chứ, ở trên nhỏ xíu ngồi lái phải làm nó bằng luôn, nó đẹp hơn không? Ghe gặp xếp đánh lú đó. Yêu quái đến nữa rồi quý vị ơi, quay cảnh tự nhiên mà yêu quái là sợ lắm, hay không? Mọi thứ đều đâu dễ ăn như mình nghĩ. Cái anh này ảnh chở cái gì mà khẩm nè, ghe mà chạy ngang là ảnh hơi đuối nha, ghe mà chạy tốc độ ngang là thấy hơi đuối rồi đó. Ồ, chèo tình tang, tình tang hay ha. Rồi lùi ra, lùi ra cabin kiểu Thái Lan. Bù lưới nóc. Chiếc này hình nhớ mình, chiếc này mình nhớ là hình như quay rồi, có từng đã quay em nó rồi. 99678 nè, số là quá đỉnh. Bởi vậy đi nhiều nơi mới thấy được nhiều biển số đẹp ha. Chắc chạy lấy đá quá. Dáng đẹp ha. Giờ chạy lấy đá rồi đó, cái chạy lấy đá. Let's go. I
wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything?